Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh cùng học tiếng Việt với Thảo. In the video today, we're going to learn about the two very common short wishes during the Vietnamese Lunar New Year. An khang, thịnh vượng, vạn sự, như ý. An khang, thịnh vượng. An means security. Khang, good health, thịnh or vượng Both of them mean prosperity. An Ang Khang Ing Thinh Thịnh Ương Vương Vượng An khang thịnh vượng An khang thịnh vượng An khang thịnh vượng Vạn sự như ý Vạn sự như ý Vạn Ten thousand Sự Things Như ý As one wishes vạn sự như ý everything is as one wishes an vạn vạn ư sư sự ư như y ý vạn sự như ý Vạn sự, như ý. Vạn sự như ý Thank you for watching my video. If you like the video, please click like and subscribe to my channel. Thank you very much and I look forward to seeing you in the next one. Bye bye!